Tao thấy buồn cười rồi không? Cái gì đấy, cho mày cười cái gì đấy? Đi về, tao thấy một con ma anh sợ quá. Anh cũng thấy kìa. Thế thôi, đeo kính vào cho đỡ sợ vậy. Mà từ từ tao chỉnh để cam, tại cam em trước tao để cho thằng Hiếu. Kể nhá, theo thông tin lúc nãy tao biết là sẽ có khoảng 6 hay 7 loại ma, mỗi loại ma đều có cách giết. Lúc nãy thì tao mới gặp một con ma đầu tiên là mình không được phép nhìn nó mình sẽ mất máu và mình chết. Mình sẽ có 100 cái cửa, có cửa thì có khóa thì mình sẽ phải đi tìm khóa, còn có cửa không có khóa thì mình có thể đi qua được luôn. Có cửa thì cần phải có cần gạt. Ví dụ nhá, đây là cái cửa đầu tiên này, đây là có khóa này, đúng không? Thì mình phải đi tìm cái khóa số 1. Đấy, khóa số 1 nó treo ở chỗ lễ tân kia kìa. Đấy, ví dụ như thế. Có chỗ thì nó sẽ nấp, nó để trong tủ. Ừ, bấm C để chui vào xong rồi lấy cái khóa ra đây. Ui, bấm chuông để làm gì đấy ạ? Đúng rồi, để nghe khóa nữa này. Đấy, đấy, khóa, mở đi, khóa đi, giữ E và mở, giữ E và mở. Đéo nhiều khóa thế. Ô. Ui, Trước đây. Ui, nó khác mẹ luôn ạ. Ô, thế nào đấy ạ? Cái phòng 1 của tao nó đéo giống như này. Ui, thế thì anh đi cửa khác rồi. Không, cái này là một cái khác rồi. Cái này mỗi lần nó reset. Có không khóa này. Có nhiều phòng không khóa mà. Anh ơi, anh phải mở này ra cho anh chắc chắn có cái đồ gì đấy. Đây có lá thư này. Trong tủ em biết ngay mà. Ơi, anh ơi, có mấy cái đồ này sao không nhặt được nhỉ? Đéo nhỉ? Chắc không nhặt được rồi anh ạ. Nhím ơi, nhím. Dạ. Từ, đợi tao. Biết anh ở đâu đấy? Đợi tao tí, tao đi đái phát đã thôi, mình bắt đầu chơi nhau. Ui, sao có ba người này, anh đâu? Đồ anh tìm được anh đây. QNT đang trốn ở trong này. Ôi, anh trong này luôn. Anh chết rồi, nhím ơi, nhím. Anh chết. Ngạt thở à? Anh chết. Ừ, ngạt thở. Má cầm mìu ạ. Đồ má. Game thật thế. Đứng một lúc xem. Ra như nào? À đây rồi. Đúng không? Đúng bị ngạt thở không? Đâu, em đứng thử một lúc đi, đứng thử một lúc đi xem nào. Tại ngạt thở nhở? Ngạt thở đâu ạ? Một lúc nữa đi. Không có hiện gì đâu. Nó chỉ ở... Ui, nhấp nháy. Đứng một lúc nữa nào. Ui, nó thinh. Đấy. Ngạt thở rồi. Ra, ai chặt cửa đây. Thôi. Ai chặt cửa đấy. Cắm cả đầu xuống ạ. Cho gì có ai chặt cửa đâu. Sao em không ra được? Không, ai đứng ở trước cửa này em không ra được đâu. Ok chưa? Đi đây. Đồ anh ơi. Đi. Cửa 2 đeo khóa, cửa 3 đeo khóa, cửa 4 đeo khóa. Ừ. Ê, mình cứ ấy thôi. Thế mà đi thôi. Bức tranh này không phải xem gì xong à? Này. Ẩn đi đâu. Anh nghĩ là đéo phải xem gì đâu, tại tủ này là để space, trốn space. Đúng không? Tủ này là để trốn không à? Vâng. Trốn. Đúng rồi ạ. Ui. Sao đơn giản vậy? Sao tối thế? Không, bên này có ngách này. Ui, đấy, anh này, anh nghĩ đâu mẹ hết rồi. Có cần gạt. Đấy, gạt mới mở cửa được. Đúng rồi, em nghĩ trong này có cái địa đạo ấy, mình phải gạt rồi, cái sách chuẩn đấy. Đây, gạt thì nó mới mở cái cửa sắt này. Đấy, này, tao đi đến cái cửa 7 này. Từ cửa 7 này là tao gặp một con ma này. Là tao bị chết luôn. Là con ma đấy là tao không được nhìn vào nó. Anh đi đi. Ôi, nhìn chết rồi. Không. Thế mà không được nhìn đây? Rồi mà. Cái gì đây? Nhìn rồi. Không nhìn, đi lùi. Nhìn sao anh? Là nó nhìn vào con ma nó bị chết đấy. Bây giờ đi lùi như nào? Anh ơi, từ cho em. Bên nào? Đi qua con mắt đã, đi qua con mắt. Từ từ, con mắt nó ở chỗ đéo nào. Đó này, nhìn ra bên trái một tí, nhìn bên trái một tí. Tao nhớ là đoạn này rẽ phải sao ấy. Ai ạ? Có người đi rồi. Đầu ấy, con mắt trên đầu sao ấy? Anh ơi đừng quay mặt vào tủ, đừng nhìn em revive này qua rồi đâu ấy, cậu thằng ở đâu ấy, em ơi, anh quả qua rồi đóng vào được đi được hồi sinh mà em quên không bấm rồi. Ok à em tưởng là hết cái dây đấy là em được hồi sinh, nhưng mà hết cái dây đấy là nó không cho hồi sinh anh ạ. Ui, mưa vãi cứt ạ. Anh đi trước đi. Ui, 15 phút mà chìm đã nhím chơi được 2 phút chết rồi. Không sao. Ê, con đen. Chiến dịch nào. Ui, anh đội đi rồi. Ui, sao chết mẹ luôn rồi. Nó phi vào anh chết luôn anh ạ. Ui, anh phải đóng cửa. Phải chạy thế nào á. Phải chạy anh ạ. You die to rust. Con này chạy kịp thế đéo được. Phải đóng cửa anh ạ. What the fuck. Chạy luôn. Hay là mình phải đóng cửa không? Đóng cửa xong chui vào tủ, em chúng, nghĩ thế. Chúng mày cũng chết luôn rồi à?
chết rồi, chết luôn rồi anh ạ. Ôi vãi cả cướp chứ anh ạ. Chắc là trốn tủ anh ạ. Trốn vào tủ rồi. Trốn là đéo quên rồi. Chạy nhanh bấm nút nào ạ? Hình như đéo chạy bà bấm shift hay sao ấy. Con đây chú. Dậy xem game kìa. Mẹ nhanh thế nhở? Còn lao vào trúng kinh vậy. Sao anh là mình có kinh nghiệm mà. Có kinh nghiệm mà, biết. Đây. À. Nhưng con đầu tiên là mình không được nhìn nữa, mở cửa cái xong mình quay lưng luôn. Đúng. Nó trừ máu từ mà nó không chết luôn. Đúng rồi, nó không chết luôn đâu, tại nãy mày nhìn nó lâu quá. Ui giời. Khác rồi. Ôi. Ô khác rồi. Nó khác này. Ôi. Ôi, phá cửa. Ôi, đây cửa bên này, bên này. Ui. Đừng. Bình tĩnh. Không. Đi từ từ thôi, chắc chung cửa. Ê, khóa. Khóa như thế chắc vào phòng này rồi. Phòng này tìm khóa đây có khóa luôn. Em tìm khóa rồi. Để mở nhau. Mở đi. Ôi, từ từ nhá, nhớ có con ma ấy. Mình liếc thôi nhá, mà đừng nhìn thẳng. Hai cửa. Bên này có tiếng gì? Hai cửa. Em mở này. Đéo mở được. Đây không mở được, đây không mở được. Cửa này không mở được. Bên này mở địa đạo anh ơi. Anh đi trước đi. Tìm cái cần gạt, tìm cái cần gạt. Được, phòng này chắc là phòng cần gạt. Đấy, cần gạt bên trái, trái. Đây, bên này. Gạt mẹ mày đi. Đây. Có gì không? À đây, ở đéo phải đây cửa ta. Ơ. Cửa trên mái. Thì quá anh cười em thấy muốn mic rồi này. Ui, không có đồ này anh ơi. Em nhặt được tiền. Ôi, em nhặt được cái khóa này, cái khóa của cái cửa khóa này luôn. Cửa số mấy? Đây rồi. Cửa số 7 luôn. Đây này. Mở. Chúng em ơi, anh em. Có khóa rồi. Đây rồi. Đâu. Không có. Có. Ê, chết có spec được không đây? Đây là thì cần gạt rồi. Ui, anh ơi. Cái lọ gì nó rơi đằng sau kìa. À đây anh ơi, có cần gạt này. Anh nghe thấy không? Ê, số 8 mở rồi. Số 8 mở rồi. Không đóng được cửa à? Cứ kiếm mở sớm thế. Không có đi gần mà nó mở mà. Ma đâu? Thì anh, cái phòng này quen lắm, thì phòng này bảo con rớt này. Cái khi nào có ma thì đèn nó sẽ chớp hay sao? Lúc nãy đèn nó chớp phát xong mới gặp ma mà. Trốn vào tủ đúng không? Phòng này là cái phòng mà anh vừa chết đấy. Ủa đây này. Đấy. Từ. Như nào nhau? Nó là cái gì ạ? Nó là gì? Như nào? Anh nhán đi đúng không? Như nào? Chạy. Có mặt tù. Như phải trốn sao ấy. Em sống này. Phòng này là cái phòng trước đấy. Anh. Trời ơi. Làm gì bây giờ? Phòng này là phải chạy. Đợi tí. Làm sao bây giờ? Lên cái mình chạy luôn. À. Mấy con ma là nó... Để ý cái đèn này. Anh em ơi, có số revive ấy, anh em revive 30 tiền ấy. Sao để em một mình vậy? 30 tiền rồi, lấy đéo rồi 30 tiền mà revive. Ui, thế còn có một em nữa à? Ồ, mày sống anh rồi đấy. Vâng, em trốn trong tủ mà. Trốn trong tủ được. Ủa, nhanh thế. Mẹ, có một cái bên lửa. Ô, đéo spec được à? Spec được anh ạ, nhưng mà làm sao? À, spec được này anh. Sao tắt cái bảng đi. Anh bấm vào cái góc trái, bên trái. Bấm vào cái bên trái, gửi tên nó. Trời ơi, không có mọi em điểm gì nữa. Là biết con ma gì. Cứ đi để mình lấy kinh nghiệm đã. Đi đi. Tức là cái phòng nháy điện kia sẽ là con ma chạy đúng không? Thấy điện nháy phát mình đi luôn. Vâng. Ok, nhớ nhá. Mày đi xa xem cửa nhá, có khóa không đã, tìm em đéo thì. Đấy, cửa khóa đéo đâu, đi thẳng luôn. Nè. Sao lại cửa số 1 rồi? 11. Cái gì nháy không, sấm. Chớp. Mưa. Sao cái chanh này lại một sáng kìa? Chanh kìa? Từ, chanh nó có cái hình vuông, hình tròn này. Chanh, không, cái nào cũng thế à? À, không. Cái hình tròn gắn vào hình tròn. Xếp, chanh. Phải xếp, đúng rồi. Gắn chanh, tròn. Xong rồi em trốn vào tủ luôn. Đúng. À,
Đấy. Cái này hình vuông, à hình đấy, vuông vuông bên đằng sau, đằng sau kìa, đằng sau kìa. Ờ đúng rồi, đúng đấy. Rồi. Cái này hình hình đây. Chữ nhật đúng rồi. Giữa giữa giữa. Đây này, đây này, đây này, đây này, thời khắc sinh tử. Tiếp đi. Đấy, mở cửa, mở cửa. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa rồi. Tiếp đi, tiếp đi. Đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Đi tiếp, đi tiếp. Lại tiếp ạ? 12 này. 12 rồi. Đi đi đi. Tiếp gì? Tối vãi mưu. Mẹ thằng này nhát thế nhở? Đi, anh sống rồi, anh chơi đi. Anh sống rồi, anh đi tiếp đi. Có bật lửa, có bật lửa, bật lửa đi. Có bật lửa đây. Đấy, bật lửa đi. Ôi chết mẹ, bật lửa hết pin. À, được, đây. Bật lửa hết pin. Bật lửa xuống pin. Trời ơi, tối quá. Chết thôi, bật lửa lên. Hết pin thật. Lửa. Hết pin rồi. Lửa sao hết pin được kìa. Tranh kìa. Ngay hết hết lửa. Ui, nghe nghe cửa 13 kìa. Ui, ui, từ 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 từ. Ui, thôi phải về tìm đồ gì đã anh ạ. Đây rồi, bố mình có cái. Cái gì đấy? Tiền, tiền, tiền anh ạ. Tiền, tiền, tiền. Cái gì vừa tiền đấy? Cái gì? Chạy đi, cái gì? À đấy. Có con ma mà. Đâu? Con ma đâu? Ơi em đây. Nó vừa con tí máu này. Có thấy gì đâu? Có thấy máu đéo đâu. Ô, con ma vừa hùa em phong. Cửa 14 kia. Con tí máu. Phù là sao nhỉ? Đi 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 đi. Ủa anh không nhìn thấy con ma à? Không. Không không. Trong máy em có con ma. Thật. Như đứng ở cái vùng sáng ấy bị dính con ma hay sao á. Ờ đúng 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 đúng. Chờ mà cái vùng sáng ngay cửa đi né thì đéo được. Không muốn mình. Thì thí thí thí. À được rồi băng gâu. Ôi em hồi máu này. Kéo con kéo con kéo. Ai gõ cửa đây? Ai gõ cửa đây? Sao đâu sao đâu sao? Chạy đi chạy đi sao 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 chạy đi. Chạy đi đi. Tối quá chạy đi đi. Chạy 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 chạy. Tối thế. Này anh bảo ra khỏi tử. Cửa bên phải kia, cửa bên phải kia, cửa bên phải kia. Bên phải lại sáng kìa. Ui. Vừa mở cửa ra con ma luôn ạ. Ok. Ok. Chết rồi. Anh không thấy à? Không thấy. Có con ma mà. Có con ma mà. Nó ghi như nào? Nó ghi như nào? Nó ghi như nào? Con ma nó hiện ra trước mặt luôn đi, nó ghi là gì? Không có con ma luôn. Nhưng mà sau đấy thì nó ghi chữ gì? Để con biết mà này. Cái gì? Không biết rồi bọn. Như nào? Bấm play lại kìa, đi back play again lại kìa, nhím. Nhào, nó ghi nhào. Nó ghi là con biết rồi bố ạ. Thằng bố lại bảo mẹ cái mồm thôi à? Nhỏ mồm thôi. Không có gì cả. Ô, chín vẫn chưa có gì, chín vẫn chưa gì. Nó random mà. Anh ơi! Có tiếng gì ở sau này? Từ, có tiếng, có tiếng, có tiếng. Ôi, con ma này, ma chạy, ma chạy, 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 ma chạy, ma chạy, ma chạy, ma chạy, 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 Look at me and đi đi con. Cái mắt là như nào nhỉ? Chắc phải đi tìm một con mắt nào đó đặc biệt hay sao em nghĩ vậy? Sao rồi có mấy cái mắt nó nháy nháy ấy. Ờ, tao cũng thấy nó nháy nháy này. Nháy nhiều vậy. Đây rồi. Ôi trời, sao nhân bị out Discord anh ạ? Xong rồi. Mày nhìn vào cái mắt đen này thấy cái gì hả nhím? Không thấy có gì cả anh ạ, không bấm được. Đi tiếp đi, cứ đi tiếp xem nào. Đi tiếp nhá. Ừ, cứ đi tiếp đi. Ôi, ôi. Ủa, cái gì đây? Đi đây. Từ nó là con mắt kêu luôn, con mắt kêu. Nhiều mắt thế. Ủa, sợ vãi. Để em ghép mày cái gì lồi lõm vãi đấy. Ừ. Ủa, cái phòng này, phòng cũ này. Mẹ đi qua này. Ôi, cái gì đây? Ồ, con ma mắt này. Ôi, cái gì đây? Ủa. Chạy đi. Chạy đi, 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 còn xa lắm, còn xa lắm, cứ chạy đi, chạy đi, còn xa lắm, còn xa lắm. Đúng có tủ nhá, tí xuống có tủ rồi. Này, 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 này. Cố lên Diêu ơi, anh đi lên Diêu. Xa lắm, xa lắm, xa lắm, cứ đi đi, cứ chạy đi, cứ chạy đi. Ôi trời ơi. Mày sao chẳng cảm giác chạy. Chạy, nó chạy nhanh thế nhở?
Mày không, thằng nhím bị mất thời gian được một đồ ăn. Đúng rồi, em bị mất thời gian mà. Tính rồi là mình chạy kịp đấy anh ạ. Đúng rồi, chạy kịp. Có tính hết rồi. Ây da. Bơi play lại đi. Rồi. Bơi lại coi. Biết ba loại rồi đấy. Ba loại rồi đấy. Thế bốn người nãy tí chạy thì thôi anh ạ. Thế có nghĩa là nếu như mà thấy con mắt thì là sắp tới mấy phòng tiếp theo là kiểu đéo gì sẽ có con mắt này đuổi. Cứ nhìn thấy mà chạy thôi. Khóa. Đây lút đầu. Ui phòng đẹp nhỉ. Khóa đi ngủ thì vãi đều. Ở đây khóa đây. Hút bật lửa. Ok có bật lửa này. Ngồi sửa chim chứ. Anh cầm một cái bật lửa đấy. Đây tao cầm một cái. Khóa đây. Mưa này sửa chim đấy. Ui. Tiếng không? Gì đây? Có tiếng thôi bình thường thôi anh em. Ui. Ui. Từ. Bật lửa bật lửa. Gì đây? Phòng tối âm luôn đấy. Vào là tối âm. Bật lửa anh ơi, bật lửa đi. Thế à? Đi chung, anh bảo đi chung, tại bật lửa anh mẹ nó có giới hạn thôi. Đúng rồi, còn mấy cái bật lửa? Em có một cái. Thế từ từ để đi cái của anh trước nhá, Đi theo với anh xem. Đi luôn, thẳng luôn. Rồi tắt bật lửa. Rơi. Có một cái tủ đằng sau. Đừng dừng lại. Ôi! Trời ơi! Trốn trốn tủ. Tủ! Tìm đâu một cái tủ đi. Trốn! Có một người đi rồi. Mày đi. Ủa vậy quá. Ôi sao. Quá chết đâu, Không. Ok, lút. Anh đi quay lại, anh quăng mẹ cái tủ ấy. Ô, cái đẹp pit. Lấy được cái cả hai rồi. Ngon. Đi bên nào nhá? Mấy con... Anh ơi, bên này có cái cửa. Nhưng mà không. Bên trái cửa mở sẵn anh ơi, mà vừa đi qua này. Từ từ, bên này cửa 26 này. Đi 26 đi, đi tiếp đi. Đi. Nhưng bên đằng sau kia có một cái cửa kiểu trông lạ lắm. Bỏ đi em ạ. Đi tiếp đi. Ơ đèn vừa nháy đúng không? Ui, anh ơi. Anh có cửa đấy. Đèn nháy em ơi. Ăn cướp rồi. Chạy đi bây giờ. Tủ. Chạy đi, chạy đi. Không phải. Có mắt nhá. Chuẩn bị chạy này. Cái mạnh lắm rồi. Không, mắt rồi. Nhiều mắt quá. Chạy đi này, nó sắp đuổi đấy. Chậm thôi anh ơi. Đợi nhau. Được chưa? Mở này, mở đi này. Đây rồi. Đấy, đây. Ủa. Đúng rồi, đoạn này nó lên đấy. Ta đợi đi chung với nhau đi. Em có mấy bạn kiểu inbox kiểu mẹo chơi cho em thì em không nên nói đúng không? Ừ. Đây rồi. Ôi giời. Đây rồi. Chạy nha. Lần lượt. Sao cùng với nhà ai đi đầu trước đi nhá. Ai đi đầu đi trước đi. Đi trước đi. Đây. Em à. Đây. Ôi. Em đi đầu. Chạy đây, em đi đầu này. Anh đi đầu mà. Ai cũng đi đầu vậy. Trái. Cửa ba, trái. Cố lên, Em thoát rồi. Em đi rồi. Anh vào nhầm cái tủ của con ma sợ và anh cứt ạ. Em dính lửa đi rồi. Tôi đừng mở tủ này, đừng mở tủ này. Con đấy chỉ dọa thôi. À 7 đi tiếp. Còn hai anh em mình anh ơi. Quang đi rồi. Ngoài đây có tủ anh ạ. Ui. Em vừa reset. Nhấp nháy. Cái này giờ dễ rồi, mọi người quen rồi. Nhưng mà sợ những cái phòng mà đéo có tủ ấy, sợ vậy đấy. Thì lúc đấy phải đi đâu phải nhớ đấy. Em còn nửa máu nữa nhá. Ui, còn là có khác hay sao ấy. Ui em ơi, mấy cái tủ sau này. Mới hai lần anh ạ. Trời. Nhưng mà cũng thế mọi người chui vào sớm quá cũng hết hơi thở à. Ờ, hết oxy. Cũng thế à. Nhím mọi người, líp phòng đi. Mẹ khó em chịu thế nhở. Em vừa restart máy rồi anh ơi. Để mình ngon dai rồi. Ui, cảm ơn bạn đã mới donate nhé. Ui cái gì đấy. Em dễ thế nhở. Nhảy. Trời ơi! Ôi trời, ăn cướp rồi. Trời ơi! Sao đây?
Ra đây, ra đi. Ra đây rồi. Con đi rồi. Thôi, quay lại. Cái gì đây? Đi rồi chúng mày. Em xin cái đệ. Em xin cái đệ pin của anh Quang nhé. Cái tủ đằng trước đi. Em vừa nhìn thấy xong rồi nó đổ anh ạ. Nếu hiểu sao. Anh đứng đâu đóng cửa thấy mặt anh Quang đứng ở ngoài hoảng hốt. Buồn cười. Cái gì? Đây. Gì đây? Con nhện nhảy ra anh ạ, giật cả mình. Đấy rồi, đi. Con nhện nhảy ra từ cái căn tủ. Tình anh em. Đéo được tủ Quang ạ. Chắc chắn là một sự hy sinh của anh Quang ơi. Game giành tủ ạ. Cái phòng ấy đúng rồi. Đéo có cái tủ nào ạ, cay thật đấy. Ủa, nhiều cửa đấy. Anh ơi, đèn pin, đã đến lúc dùng đèn pin rồi. Ồ, một người dùng thôi, một người dùng thôi. Đây. Ây, ây, ây. Cái gì đây? Ừ, cái gì đây? Cái gì đây? Anh xin đi, đừng nhìn cái gì anh ạ. Cái gì đây? Sao? Con đấy là cái con... Không, cái đấy là cái con nó nhảy ở người mình bám anh ạ. Ui, nếu mà... em có pin cho cái đèn pin. Nếu mà không để ý là nó rút máu mình đấy. Ờ, thì mình phải nhìn con đấy. Rồi mình nhìn nó thì nó bị... Từ từ, tú đâu ấy? Em bị lạc anh ạ, đâu rồi? Ô kìa. Ủa, sao? Ô kìa, con... đi xuống ấy hay như nào đấy? Ô kìa. Mày lạc ở đâu? Em lạc ở chỗ cầu thang đi xuống ấy. Đây, tú, bên này. Nghĩa là nãy có con để vào người em nhìn nó em mới mất máu. À, không nhớ phải không nhìn nó anh. Đúng rồi. Phải nhìn nó hay không nhìn nó? Phải nhìn anh ạ, phải để ý, phải. Anh dùng đèn pin nha anh độ. Phải không nhìn nó. À đây. Chìa khóa. Chìa khóa. Ở đây chìa khóa đây. Đây chỗ bàn này. Đây. Đi luôn đám người em vậy. Đi luôn. Đấy lấy cái con đấy. Ờ con anh vừa bị đây. Đi luôn. Để nó bám vào người. Nó đánh mình đấy. Nó bám vào người em thì làm nào để chống? Biết. À, xếp. Tôi tưởng là hình như phải nhìn nó thì mới mất lại anh độ nhìn nó mà. Đúng một con không hay con. Như phải nhìn nó. Mà nhìn lại tao nhìn nó mà nhìn nó mất mà. Mất ít thôi anh ạ, con hơn để lâu nó đánh mình mất anh ạ. À, chắc thế. Anh ơi. Nhảy. Nhanh vai đài. Có khi lần này con xanh là cây anh ạ. Không, bình thường. Sống. Ủa, anh Độ vẫn chui vào sớm anh Độ, tí mà gặp con kia là đi đấy. Ừ, tí phải thăm mình. Anh hơi dùng. Hết rồi đồ anh ơi. Bên này thẳng. Đi thẳng. Không có gì anh ơi. Ui, để con kia đấy, con mắt đấy. Con mắt là con nào? Chuẩn bị chạy này. Mọi người dễ có con mắt lắm. Ơ nhưng mà nãy giờ có thấy con mắt ở đâu? Thấy con mắt cơ. Đấy, thẳng. Chưa đến. Phải mấy phòng con mắt cơ thì mới đến con đấy. Con mắt cũng dễ, không có. Đen. Em còn đen. Chiều đi. Đây anh ơi. Ô, có tiếng suy kìa mọi người. Anh đâu kìa, anh đâu kìa. Ủi, con mẹ em. À, con đấy phải chiếu đèn nó, con đấy anh ạ. Hình như là anh chiếu đèn nó con đấy đấy. Ồ. Mẹ mất, em sắp chết rồi. Bây giờ có mấy con đấy nhở? Khó chịu vãi ạ. Em sắp chết rồi. Khi nào có tiếng suy thì... Khi nào có tiếng suy thì là nó tìm sẽ bám người anh ạ. Cần gạt. Đây rồi. Gạt chưa? Gạt được rồi. Rồi anh ạ. Hình như ở trên hay sao ấy. Đây này. Đây anh ơi. Ngay sau lưng anh. Ôi phòng này để lút đồ em ơi. Lút. Anh ơi có máu đấy, lút được cả máu đấy. Lút chăm tí, lút được cả máu đấy. Tí mà có nhấp nháy tìm được gầm giường là ấm lắm này. Ôi anh, em thấy khóa rồi này. Ui cái gì đấy? Con gạt này. Ai gõ cửa kìa, hình như nó sắp tới sao đấy. Anh còn nhiều máu anh Tú. Anh còn 2/3. Mà anh nhặt rồi đúng không? Anh bảo này, hình thế như nói là gì? Tiếng cục là cái có sẽ có một cái tủ của con ma hù đấy. Lúc nãy anh bị một lần. Ồ. Ê, chìa khóa. Em nhặt được chìa khóa rồi. Mở đi. Ui, vào phòng tối lại cẩn thận con xịt kia anh ạ. Ui, đấy. Nó lại xịt này, nó xịt này, xịt vã rồi. Chưa. Đi anh ơi. Chết mẹ em rồi. Nó chết rồi. Đấy, tôi bảo. Nó xịt nhưng mà biết nó đâu. Không phải nhìn xung quanh màn hình ấy, kiểu 360 độ thể thao ấy, kiểu ấy. Bám vào đít đâu cũng được mà. Đấy, đâu. Ừ, đấy. Ủa, chiếu đen. Chiếu đen là nó mất.
Ui hết pin mẹ rồi. Em có cái đem pin đấy mà không nhặt à? Đấy của anh ạ. Sao mà không nhặt tú? Ủa, nhặt của gì? Cái đem pin của em nhiều pin lắm. Quay lại nhặt được không anh? Được mà. Được quay lại nhặt đi. Ê, có bật lửa cũng được. Để pin cho xịn đây. Đó hôm này. À đây. Cầm sẵn trên tay đi. Bắn nhau để ấy anh. Mày thấy chìa khóa chưa? À đây. Chìa khóa đây anh ơi. Bạn bảo là không cần chiếu đồ đèn à? Không cần chiếu đèn này. Ờ chỉ cần nhìn nó thôi, chắc là để lâu quá thì nó mới cắn mình ấy. Cắn nửa máu đấy. Ui, từ từ phòng cái con ma Tú ơi. Phòng ma nhìn anh Tú ơi. Phòng nào anh? Ma nhìn vào là mất máu ấy. Phòng có màu xanh nước biển ấy. À rồi, em thấy rồi. Cần phải ra phòng đấy không? Không. Phòng đấy rồi. À phòng đấy là phòng đi đấy. Hết đường rồi. Từ từ anh ơi, nút còn nhiều phòng lắm. Ơ chìa khóa này anh ơi. Phòng 30. Thì như phải đi phòng đấy á, đường đấy là phòng đấy á. Đi qua phòng đấy á. Lút kiếm băng đít anh đội. Sắp chết rồi. Hết mẹ rồi, lút hết rồi. Phải đi thôi. Đừng nhìn. Lùi. Đúng rồi. Lùi anh ơi. Lùi nha, trái nha. Phải. Rồi, úp mặt vào tường hướng. Đi theo hướng anh độ ấy, đúng rồi. Cái cửa bên trái luôn, cái cửa bên hướng anh nhìn luôn. Rồi, à đây rồi. Đây. Ôi, gì đây? Cái gì đây? Mày lại vào ngoài con máu ạ. Băng đít. Đéo có máu ạ. Đi được rồi á. Chơi tới đi. 30 rồi cơ. 30 rồi. Chiếu đen anh ơi, không là con xịt nó không tìm thấy nó đâu. Ui nhảy tú nhảy. Anh độ lại sớm rồi, anh độ lại sớm rồi. Sớm anh ơi. 1. Nó đến là có tiếng mà. Nó đến rồi. Đây. Đấy. Chuyên nghiệp. Con màu đen anh ơi. Con kia màu xanh là cây à? Đúng rồi, màu xanh. Rút máu đi. Màu xanh là mình cứ phải mẹ nhảy vào xong lại nhảy ra à? Thế, ở băng đít kia anh độ. Ui lên được có tin máu thế này thôi á. Thế là nhiều rồi anh. Bao nhiêu anh? Bây giờ phải có cái med kit. Toàn tiền ạ. Ô, chìa khóa đây anh ơi. Ôi! Mày! Má rồi. Kiểu bị hù ấy. Cay vậy. Không rồi Tú ơi. Anh ơi, em có băng đít à? Anh lấy không? Đâu. Chìa khóa anh ơi. Đây chìa khóa anh lấy được rồi. Nửa máu cơ. Cô chưa gặp con chạy nãy nhỉ anh nhỉ? Chưa, phải nào phải thấy mắt cơ. Phải là không có nhỉ? Con này không có tủ. Ôi, mắt. Ôi, nhìn. Ui trời. Nhìn. Mắt chết luôn á. Lấy đèn pin kìa anh. Đâu thế, anh đứng lâu đây anh Tú. Đâu, anh nhìn một cái anh quay đi luôn mà. Còn được anh ơi. Anh nửa máu phát chết luôn đây. Nhìn. Anh ơi, còn có cái đèn pin của em ấy. Em xin đi anh Tú á. Anh cứ đi lùi được anh. Không lút đấy. Vừa lút vừa đi cho đẳng cấp. Ánh mắt ta chạm nhau. Giờ anh Độ ơi làm được. Ôi. Ý gì đây? Ui chú. Từ từ. Đây mắt này rồi anh ơi. Cố lên anh Độ ơi. Hình như chớp mắt này không sợ đâu. Không, cái này là sầm chớp thôi. Là sắp đến con mắt rồi à? Ôi chấp. À ừ, đấy mắt không sao ạ.
Đừng nói sẵn. Thủ thế. Ôi giời, chắc là của mắt đấy. Chắc của mắt đấy. Anh Đỗ ơi. Ui, đéo đây. Mà phát. Ai rồi. Chạy thôi. Chạy đi. Ê, à. Ồ, à. Có luôn. À, đây. Rồi. Tới. Chạy đi. Chết mẹ ơi. Chạy đi. Chạy đi. Anh Đỗ ơi. Chạy đi. Ui, nó xa lắm anh ơi, thoải mái. Đứng lại hút điếu thuốc cũng được. Trên cửa thinh. Trên cửa thinh. Trái. Hai anh ơi. Rất mượt. Hay quá. Đừng ngồi. Không sao, bên nào cũng được. Rồi ơi. Trái. Em phải đều được. Ok rồi. Đấy, em cũng vừa bị như thế đấy. Sao dính cái đéo gì nhỉ? Lửa. Không may ơi. Ông mà thay tôi đúng, tôi buồn ị quá. Thế. Tải, nhưng mà tải đâu tôi chụp người. Tải nhanh mà. Rút lốc. Bây giờ mình phải play ở game hay là... Thoát ra đợi cầm bông ngoài nữa. Bọn cho em đi vệ sinh mất. Ố phết nhờ. Hay là thêm người đi anh Khôi vào chơi luôn không? Thôi. Ừ, thêm người đi. Khi đi xa hơn đấy Khôi ạ. Được, để em vào. Vào đây. Đăng ký tài khoản các kiểu. 12 người đấy. Đây đẹp đao game luôn. Đào đi. Tùng béo vào nốt đi, Tùng béo. Vào hết đi. Vào hết mẹ đi, càng đi càng đông thì càng xa, đéo gì. Ải đâu Tùng béo. Muốn đi riêng thì yêu mình, muốn đi đông thì đi cùng nhau. Không phải như thế. Đi đông đi cùng nhau. Không. Đấy, bây giờ có 4 người mà đã tranh nhau cái tủ rồi, bây giờ 6 người, 7 người nữa thì không chả đánh nhau mất. Em vẫn nhớ cái hình ảnh anh Đỗ đóng cửa sang mặt anh Quang đứng ở ngoài. Tự nhiên vào game ngồi vãi ra thế nhỉ? Đi. Không sao, game đơn giản. Vào đây. Đi vào đi. Ok. Giờ game is not suit for over 4 player. Không sao, vẫn chơi được. Nó bảo nó nên nó recommend 4 người. Đúng rồi, bởi vì không có tủ anh ạ. Thằng chậm thằng chết. Anh Khôi giống chậm lắm này. Thằng Tùng béo chậm nhất. Này, em dạo này hơi nhanh đấy. Tao ngán ở chân mày đấy Tùng béo. Anh chắc không? Trời đi. Trời đi. Ô. Không có anh mua đồ gì không? Trời đi. Ô. Lấy chìa khóa đi anh ơi. Ship là ngồi à? Ừ. Không có chạy nhanh đâu. Chạy nhanh à mọi người? Không có đâu. Phải chạy thường đâu. Đi vào đi. Vào tủ là E, ra tủ E đúng không? Đi nhanh đi. E với lại cả nút hướng ra đi ra. Nào, tủ mở nó mày nút của tao Tùng béo. Em nút đâu, em đi trước mà. Ê, thằng nào đi chậm và thằng đi vé thì chậm, đi đâu có tủ đâu. Tao kinh nghiệm và tao cứ té trước. Đi trước và quan sát. Mọi người lúc đầu đi em đi trước cho, để em thí cho, thí em đi. Thí chưa chắc đã thí nha. À, em đứng ở tủ này, em đứng trước ở tủ này. Chưa có gì mà anh đã có gì đâu. Có gì đâu, mấy cửa đầu mẹ à, nhát thế. Em cứ đứng ở tủ trước nhá. Ôi, lạ này. Cái này lạ thế. Xe. Nhiều tủ lắm. Tí mà thiếu quay lại đây này. Đúng rồi. Từ nhá. Lại xa thế. Chìa khóa đây. Ê, chìa khóa đây rồi. Em quay lại trước này. Chìa khóa đây rồi. Em vào trước chiếm tủ nhỉ. Tối quá. Không thấy gì cả. Tối quá. Đéo nào có bắt lửa à? Không ai loot rồi. Loot đi. Bây giờ loot với lại à? Ấy, có đéo. Ấy, kia lại còn có khóa, có khóa. Có một cái bật lửa. Có khóa nữa cơ. Ui, tối lắm, không thấy gì cả. Em có một bật lửa thôi. Đâu. Thế mày đi tìm khóa đi xong rồi. Ui. Tìm khóa. Em. Cái gì đấy? Con nhện. Mình nhìn nó đấy. Nó bắt đẹp chưa rồi. Đấy, chìa khóa trong này. Mày ơi, ta đang đứng ở cửa này. Cầm chìa khóa đi mọi người, tập trung ở cửa. Đây, cầm rồi, soi đèn cho anh Bông ơi. Con gì to này.
Mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa đi. Bật lửa lên. Bật cửa, mở cửa. Đây, 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 từ từ, bình tĩnh. Phát đây. Đúng bạn, một cái đem, không đi được. Con chuyện. Ủa, em cũng có chìa khóa này anh ơi. Búc hai chìa khóa thôi anh ơi. Lấy được mà, lấy được mà. Chết rồi, con đẹp. Quay lại chú cầm giường anh ơi, quay lại chú cầm giường được. Ôi, giường cầm giường ngay. Đi mẹ con mẹ vào tủ à? Vãi luôn. Cô chết con mẹ rồi chú mày ơi. Này thì ngủ đây. Chân em à, em bảo rồi. Thời đi. Thời đi anh Khôi ơi. Tề chúng ta ở bãi biểu ạ, Tề. Tối quá, tối quá. Từ từ, con ma mới sao ấy? Đi đi, đừng sợ anh ơi. Có bắt lửa không, có bắt lửa không? Mà tối quá. Đây anh ơi. Ok, ok. Đây, lửa có giới hạn thôi anh ơi, cẩn thận để ý xung quanh nhá. Đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh. Con bám. Đường nào? Đấy, cửa đây. Ở đây, bên này, bên này. Nhanh, 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 sắp hết rồi, sắp hết. Ôi, rồi. Có thể xịt. Em bị, em bị. Cái gì, cái gì, cái gì. Em bị. Đây 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 bốn con bốn đó, con bốn đó. Không, anh phải nhìn thấy nó trước khi anh nó nhìn thấy nó trước khi nó cắn anh ấy. Đi cạnh em đi để soi, để em soi cho. Đây đây này. Để dụng hết luôn ạ. Mọi người phải nghe nghe hộ em tiếng suýt là. Nghe nghe nghe. Ở đây đây, cửa đây, cứ khóa chứ khóa. Khóa 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 khóa, tìm khóa, tìm khóa, tìm khóa. Ôi ba. Ba đi, ba đi, ba đi, ba đi, tụi cả ba đi quá. Nghe tiếng suýt kia, tiếng suýt kia, xin mọi người con người. Đâu 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 đâu, ai ai. Không phải tao, không phải tao, không phải tao. Không phải em, không phải em. Đâu đâu đâu. Không phải em, không phải em. Anh Tú, anh Tú chắc luôn. Anh chết rồi. Chết rồi mà. Anh kia ai 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 ở trong phòng này lo giấu kít này. Không phải. Không phải tao, không phải tao, không phải tao. Chìa khóa đây, chìa khóa đây, chìa khóa đây. Chìa khóa đây. Mở cửa, mở cửa. Ui, sợ thế nhở. Xếp tranh, xếp tranh. Xếp tranh, xếp tranh, xếp tranh. Xếp tranh. Chỉ tiếng xịt là có tỷ lệ fake anh ạ. Có bạn đi mốc đi có bảo thế ạ. Ok à. Bá là bờ. Thiếu một cái thanh thôi. Rồi rồi, ui. Rồi, ok. À đẹp. Ui, cái tủ này của em nhá. Không, cũng đi lắm. Ui, xuyên, 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 xuyên. Đéo vào tao, đéo vào tao, đéo vào tao, đéo vào tao. Không, không, không phải em, không phải em. Nghe kíp. Của em nhá. Ui, tiếng cái gì mọi người? Thì xuyên nghe sợ vãi, thề. Cái gì này? Bin, bin, bin này, bin này mọi người ơi. Anh ôi, chấp, chấp, chấp. Chấp, 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 nhập tù lắm. Ui, ui. Má, run. Ui. Ui, đéo nào chết. Ui. Đi, đi, đi. Mày okay. Qua cả đúng phòng nhiều tủ ạ. Phòng 4 người chắc nhiều gì cũng đủ ấy. Ôi, phòng rộng, 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 rộng. Ui, anh có cửa đây. Có cửa đây. Có ma tủ đấy. Đừng vào tủ, đừng vào tủ. Nếu là thỏa cho xem tai. Có mò vãi. Cửa bên này này. Không, không có cửa bên này này, không cần phải ấy đâu. Đi thôi. Cửa này bị vỡ rồi, không vừa mở được. Ui. Ui. Ui, cái gì đấy? Mới, 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 cái này mới anh ơi. Lại có cửa kìa. Ui, tủ đè, tủ đè à. Đi đi anh ơi. Phòng mới, phòng mới, phòng mới. Mới lắm, mới lắm. Nhớ lút lấy bật lửa với cả cái pin mọi người. Bật lửa? Không không. Nhớ lấy bật lửa. Ui. Không sao, không sao. Không sao. Đi, 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 đi luôn anh ơi. Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đi luôn, đi luôn, đi thẳng luôn, đi thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn. Ôi, nhanh, 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 nhanh. Nhanh, 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 tủ, tủ mọi người ơi. Ơi, tủ này, tủ thế. Ui, 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 ui. Thề, ai, em đứng ở đấy rồi, mọi người còn chưa vào. Thề, nhiều tủ của anh. Ui, 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 đéo ai chết, may quá. Ui, ui, ui. Còn hai người chứ. Ui, có cửa. Cửa bên ngoài kìa. Ui, tối quá em ơi. Tối quá, tối quá. Đấy, bên phải, phải, phải. Ui, có mẹ mật nửa, ngó rồi.
Ai suýt 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 anh nhìn xung quanh không có gì. Mất nửa máu rồi. Anh nhìn nói vẫn nửa máu nhở. Cái gì? Nhìn chậm. Có mắt 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 chạy vãi cứt này. Chạy đi. Qua đây sau lưng kìa, qua đây. Đấy nhảy đen nhảy đen. Không 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 phải không phải. Có mắt có mắt có mắt. Gì đã đứng ở tủ rồi. Quang thì em về. Quang đứng ở tủ. Anh Quang nhá. Nào nào từ từ xem phải sảnh rộng chưa. Ui. Chưa. Lút. Có lút đâu, Thôi đi, không có hết pin rồi. Đi luôn anh ơi, chạy luôn. Đây, nào, tập trung, đứng với nhau này, đi ngang nhau. Ngang nhau, cái gì đó anh? Không phải. Là không, có. Đây. Có mà. Không chạy nhanh được đâu đúng không ạ? Không. Chạy đi! Ủa sao không thấy mọi người đâu vậy? Ra trái! Trái! Thôi rồi, cái trái á! Hai bên đi! Ra trái! Ôi! Phải trái! Ôi! Anh thoát rồi! Rất là mượt mà! Mọi người đâu? Lại bị dính lửa rồi, còn có một máu luôn cơ là. Ui. Ma trong tủ nữa chứ. Mãi cả bình. Ma phát. Chết thằng nào rồi? Chết ai rồi? Quang rồi. Đi. Em còn có chấm máu à, dính lửa phát chết luôn. Đọc tim quá. Ôi, từ từ đừng kia, đừng kia. Ê. Sợ thế. Tí thì điện. Đừng đi. Tủ không? Đút đầu luôn. Anh có đường rẽ không phải? Vướng gì mọi người? Ôi bật lửa kia, bật lửa kia. Cầm thằng nào cầm bật lửa đi. Tao có đèn pin rồi. Cầm đi. Một cái tủ này. Thôi anh, tốn ga. Đi. Ui nhảy. Nhảy. Thôi sao rồi. Vãi gà bìu thật. Đi qua lại được mà. Nhiều lắm. Có tủ kia phát cho bạn kia bên trái kia. Em vào rồi mà, ai vào rồi. Em ổn. Rồi. Em hút. Con mặt trắng, mặt đen. Đi. Anh đỏ chứ. Tao đứng ở tủ, tao đề phòng nó quay lại sợ quá. Ui, mấy anh ơi. Ui, từ. Ui, cửa 50 rồi. Cửa 50 rồi. Ui. Uầy. Ui, ma mới nhào, à? Nhào. Như nào? Như nào? Từ từ. Chạy đi. Phải né nó ra sao? Nó đi trái, mình đi phải. À, từ, nhìn nó xong rồi né nó ra. Nó đi theo cố định, theo quỹ đạo. Được không? Bây giờ mình đi đâu? Đi trái này, có tủ đấy. Nó ở giữa lưng thêm rồi. Gái, mọi. Con mẹ. Anh trong tủ đây. Mọi. Đó. Tủ ơi. Ở đâu ơi? Bông mai, ra đi. Giữa. Cái trái. Bông mai ơi. Đi thẳng vào được anh ạ. Bông mai. Đi phải đi. Bông mai. Ôi quá. Đi phải. Cần cầm má, cần má khóa 5 số. Má khóa 5 số. Ui, thằng Phát chết con mẹ mày rồi. Bông Vi chết rồi anh ơi. Chết mẹ rồi. Má khóa 5 số chúng mày ơi. Từ từ, phải đi tìm. Anh ơi, nó nhảy của người mình nữa, anh ơi, xa lắm. Ừ, nấp đi đừng để nó nhìn thấy nó sẽ lùa đấy. Nó nhìn thấy mày à? Không, nó không nhìn thấy em, nó. Phải đi tìm mã. Để em đi tìm mã đã. Em phải tìm. Có mấy cái tủ ở giữa anh độ cái chỗ em chết ý. Có mấy cái bàn ấy. Ừ, ở giữa thì tìm kiểu đéo gì. Ở cái chỗ em chết đi, anh phải mạnh mẽ lên. Đấy chỗ em chết thì anh thấy có cái đồn sáng đấy không? Ở đấy có đồ. Là đồ đâu, để đi đâu, qua. Đâu. Cái chỗ em chết ở cái bàn bên phải. Tôi tới rồi. Chỗ quầy 3. Nó đến là phải chui tủ nhá. Em có tờ giấy lên, có mã rồi. Từ từ, nó là 5 mã cơ. Tao có một cái mã rồi này. 1, 2, 3, 4, 5. Chạy đi tụng méo. Đang chạy. 1, 2, 3, 4, 5 à? Ừ. À không, 4, 5.
Cái gì? Nó... Được rồi, được rồi. Từ, nó bỏ rồi, nó bỏ rồi, nó bỏ rồi, bỏ target rồi. Em có một tờ giấy này. Nó ghi là 1x, 2 là tam giác, cả 2 là ngôi sao. Cái gì? 3 là ngũ giác. Không là vuông, không là vuông, tao vừa tìm được cái không là vuông. À, em là 4 là ngũ giác anh ạ. 4 là ngũ giác. Ghi lại, phải có người ghi lại anh ơi. Từ em ghi đâu. Cái gì? Đéo phải. Là hình ngũ giác á. Là như nào? Không là vuông. À. Mọi người tìm thấy là nó ở dưới góc bên trái, nó có kìa. Ôi, anh đổi. Ôi. Nhịp tim tụi béo, nhịp tim. Một là gì tụi béo? Tụi béo. Ôi. Lôi tụi ra luôn ạ. Ôi. 4 là hình ngũ giác anh ạ. Là ngũ giác. Ôi. Chắc là ma 4 con số rồi. Không, là nó sẽ... số 4 hình ngũ giác. Nó sẽ lắp. Ví dụ như hình vuông thì sẽ là số 1 hay số 0 gì đấy. Đổi. Hình vuông là số 0 anh ạ. Nó là không có cái gì đó, không có cái gì nhỉ? Hình vuông không có gì ta. Tớ ví dụ như số trên bảng là 3 4 5 6 thì ở dưới sẽ là lắp theo hình như thế. Và ngược lại. Trời ơi, sao anh Độ để nó thấy vậy? Người anh Độ ơi, cẩn thận. Phải nhịp tim đấy. À, mình đi xe là có giải nhịp tim không nhỉ? Alo rồi. Ôi khóc. Con mẹ. Đấy được, tao được mỗi cái vuông bằng không ạ. Khó thế. Nhưng mà cái mã kia là số hay là hình ấy? Số, đéo có hình. Nó đéo có một cái hình nào cả, nó chỉ có 5 cái số để cho mình chọn thôi. Ô, 50 số à, lại có hình vuông này, ngũ giác là sao nhỉ? Ừ, đéo hiểu. Nó chỉ nghe thôi, không nhìn thấy á. À, con ma nãy là nó không có mắt, nó chỉ nghe là thôi, thế mọi người đứng yên là được. Em thấy chui vào tủ nó còn cho em cái nhịp kiểu điều khiển nhịp tim ấy. À, nó chui vào tủ nhịp tim mình tăng cao ấy. Thế từ từ nhá. Thế thì với cái cửa 50 đấy anh em mình phải cẩn thận thôi anh ạ, cẩn thận. Anh em cứ cẩn thận, xong anh em đi tìm hết cái giá sách đi, xong tìm hết các dữ kiện anh em ghép vào kiểu đéo chả giải được đúng không? Đúng. Quan trọng là mình bị áp lực quá, nên mình áp lực quá anh ạ. Ừ. Mới. Yo, dễ game. Quan trọng là còn đủ người để đến cửa 25, à cửa 50 không? Kịp, được. Kinh nghiệm của anh. Được không? Anh là người đầu tiên, vừa nãy anh là người đầu tiên đấy. Ờ, lúc nãy là bị tranh cửa, thiếu kinh nghiệm, tranh cửa. Ủa, sao anh kêu ngáng chân em? Mày to béo, mày vật to ra. Thực ra nếu như mà hết tủ rồi, mọi người vẫn chạy đi ra phòng tiếp theo để lấy tủ được mà. Đúng rồi. Nó có thời gian mà, chứ không phải nó phi qua luôn đâu. Sắp đến 50 rồi. Sao lần này đi an toàn thế nhở? Ừ, lần đi bon vậy. Mẹ mới có 30, sắp cái đéo gì. Ôi, chớp. À, sớm. Sớm. Mưa đang rơi. Đây có 2 tủ này. Không. Anh Khôi! Thằng nào mà sấm thì phải, thằng nào mà sấm. Trời ơi, một đôi rồi. Sấm nào sao chết rồi. Anh Khôi ai bảo sấm đây? Anh Khôi may vãi này. Sao cái bật lửa đây? Đây bật lửa. Ui chết rồi. Ai thế nhở? Ui, vẫn sống ạ, à, may thật sự. Ô hình như lại chớp hay sao ấy? Không, chưa, anh Khôi. À, mắt em ơi. Có mắt. Chơi trò này đau tim thế. Mắt. Lút đi. Bật lửa anh ơi, bật lửa này. Thằng nóng ở trong hang anh ạ. Hay thế kìa. Ô, cửa này phách. Đây này, cửa bên này này. Cái thế nhờ, một bật lửa có kịp dùng ạ. Cái này chỉ chạy thôi đúng không? Ở cái này không sợ. Đấy phòng anh ơi. Đợi anh Độ. Thằng nào chạy trước nhớ đọc trái phải nhau đấy nhá. Không biết ai chạy trước anh ạ. Đây em đi cuối này, nó cùng nhau á, em nghĩ là nó cùng nhau á. Nó mặc định của anh, mặc định mà. Ui, nó đến nhá. Chạy đi. Chạy ngay đi. Mượt, mắc trái nha mọi người, mắc trái. Mắc trái nhờ, ông không trái. Thôi, đang đi đây. Chạy đi. Anh Khôi ơi, mượt trái, ông đang đem hải đấy.
Trái phải như nhau, trái phải như nhau, trái phải như nhau. Lấy lửa, lấy lửa. Lấy lửa, lấy lửa. Trái. 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 Quá chết đâu, quá chết đâu, quá chết đâu. Không, không anh ơi. Ủa cửa sao nó vẫn chạy kìa, ủa sao nó vẫn chạy kìa. Kệ kệ nó, hiệu ứng thôi, hiệu ứng thôi. Chui 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 chui. Ôi. Sắp đến cổng 50 nhá. Ôi. Mở đèn nhá. Ờ, chiếu chiếu đi xem ở đâu. Ờ, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng ấy, đi thẳng ấy. Đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Cẩn thận, nhìn xung quanh. Đi luôn đi. Không có gì, không có gì. Ui, có đấy cái người. Ôi, chấp, 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 chấp. Tìm tủ, tìm tủ, tìm tủ, nhanh, nhanh, nhanh. Như nào? Làm đéo có tủ, làm đéo có tủ. Nhanh, nhanh. Không phải, không phải, không phải, không phải. Chấp, chấp, chấp thật, chấp thật. À, không phải. À, chấp thật, chấp thật, chấp thật. Nhanh, 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 bên phải là sao vậy anh ơi? Sao vậy? Nhún đấy. À đây 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 xong rồi, xong rồi. Đây từ từ. Từ đây xong rồi, đi 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 đi. Ê lút lại, lút lại. Lút thì anh em mình phun rồi. Bây giờ mình lút lút máu thôi. 48 rồi, 48 rồi. Em hết máu, em hết máu rồi. Mở nhanh nhá. Chấp không? Không chấp, chấp không, quay không. Lại vòng lúc đấy, vòng lúc đấy 4 tủ cơ. 49 này anh ơi, 49 là qua, 49 là 53 này. Ôi 50 đây rồi, em ơi. Ờ đây 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 đây. Ngồi xuống nha anh ơi. Ê, anh bảo là đấy, ngồi đi xuống thôi, đi nhà không phát ra tiếng này là mình cứ thoải mái đi thôi. Không nghe thấy đâu. Đừng đừng đứng lên nhá, đừng hào đứng lên nhá. Kệ kệ nó đúng không? Kệ nó đúng không? Ờ, kệ nó thôi. Ngồi xuống. Kệ xa nó ra nhá, đừng đi gần nó. Đừng đi gần nó là được. Em ngồi đang trái, sang trái có cái bàn đấy nghe, sang trái đứng sao ấy? Anh đang đứng, đó bố ba đang đứng, bố ba đang đứng. Đâu đâu. Ngồi rồi, ngồi rồi, ngồi rồi, ngồi rồi, ngồi hết rồi, ngồi hết rồi. Đã, lúc ở bên trái bảo tao sang đi sang trái ăn cứt à? Nhưng mà bên bên trái mới có cái bàn có cửa sắt ở này. Tam giác bằng 9 này. Ấy nó hiện bên trái kìa, tam giác bằng 9. Tam giác bằng 9. Ok. Đi thôi, nó đi rồi. Đấy cái bàn nó phát sáng kìa. Em có quyển sách nữa anh ơi. Ôi, dừng lại thôi, dừng 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 đừng đi nữa, dừng. Lục giác bằng 3 thôi. Lục giác bằng 0. À, đây đây có cục pin này. Đây là tứ giác mà. Này, em nghĩ là tính theo thứ tự của nó ấy. Đéo cần phải đoán đâu. Sao biết anh Độ ơi. Thứ tự nó hiển thị ấy. Nhặt đi Khôi ơi. Nhặt đi, nhặt đi. Đấy tờ giấy đấy. Em là cái đéo gì 4 ấy. Từ ngũ giác, ngũ giác, ngũ giác 4. Ngũ giác bằng 4. Đấy đấy, nhặt từ đấy mà. Anh đọc nó phải hiện lên chứ nó không hiện lên à? Nó không hiện. Đâu đâu. Anh Khôi. Đọc lên đi nó sẽ hiện lên mà. Bấm nào đọc. Từ từ. Anh Khôi có cái bảng đấy em nhìn cho nào. Hai tam giác, hai tam giác em nhìn cho. Tối quá anh Khôi xoay hướng khác đấy. Ngũ giác đúng bằng 4. Ờ. Ngũ giác bằng 4. Nhớ đi, phát ở ngoài nhớ đi. Bấm nút nào để đọc, bấm nút nào để đọc. Anh Khôi đừng xoay cam nữa, đừng xoay cam nữa. Ngồi im. Rồi đang ngồi rồi, làm gì đâu. 1x, 2 là tao là ngôi sao. Ở đến kia anh ơi. Khôi. Trời. Sao bảo không nhìn thấy. Sao bảo ngồi im. Ngồi im nhưng phải tránh xa nữa chứ. Trời ơi. Ngồi yên nó đến anh cứ nghe ngồi yên thử thôi. Anh hiểu không? Thế quang nó cứ bảo ngồi im dơ tờ giấy lên cứ ngồi dơ thôi. Dơ lên để bọn em nhìn. Mình tính sao anh ơi. Anh em làm được anh thôi. Từ từ đi. Ra nhặt lên tờ giấy. Đéo thấy một cái quyển sách nào nữa đây này. Đây bên trong tủ này còn anh ạ. Không hỏi chưa hết đâu. Đây một quyển nữa rồi. Ông có cái tờ của em là tờ cuối. Đấy, nếu mà một thế lấy cái tờ này đi, lấy cái tờ này đi. Cái tờ của mình nhỉ? Là tờ tổng hay sao Bông Mai ạ? À? À đây, ừ, một là x nhá, hai là tam giác. À trái tiện nhầm. Ngôi sao. Là sao? À, bạn nhớ hộ tôi. Là thứ tự để mình nhập mã anh ơi. À thứ tự, rồi. Ơ còn một tờ chỗ đấy Bông Mai trên bàn vẫn còn. Em biết rồi nhưng mà phải né nó ra. Bình tĩnh. Đọc lại em nào, số thứ tự 1 là bao nhiêu để tôi nhìn liệt mã này. Con đấy nó đứng cạnh. Một là tam giác. Một là tam giác là 9. Một là tam giác là 9. Rồi. 9. Chưa có ngôi sao. Một phải tìm ngôi sao nữa, phải tìm ngôi sao nữa. Đây là bình tĩnh. Kiên nhẫn anh đội. Rồi. Mình phải Python. Yeah. Lo nghe tiếng bạn được kìa bạn ơi, Python đấy. Ừ. Không sao. Nó dọa. Rồi, nó đi. Mặt lín này. Một là x nhá. Một xong rồi. Anh ngôi sao. Không được anh ơi, nó lại cái. Tìm đến ngôi sao. Ê, từ từ, ba là gì? Chưa gì đấy ạ. Nó đuổi em. Một tam giác hai
sao? Ủa, đi theo mình nhở? Mày lộ rồi sao ấy? Ấy nó đuổi ra, quay quay đi 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 đi. Được rồi, cái này em mà bị đuổi anh ra xem. Rồi đây đây đây, anh thấy một quyển nữa, anh thấy một quyển nữa. Em bị gì, em bị gì? Lục giác là 8, lục giác là 8. Nó ghi nó ghi ở dưới kìa. Rồi, có đó rồi. Có 4 cái. Còn một cái nữa. Cái nữa hình như trong sách trong bàn này. Không, ở trên bàn này sao bung ai? Vâng vâng vâng. Anh bảo cái này nhìn điều xa mà. Nhìn xa được ấy, nhìn xa thấy quyển sách lò đó. Đây đây, nhìn thấy một quyển màu xanh lá cây đi rồi. Ở ngay giữa luôn em ạ. Bạn bạn cầm tờ đấy luôn đi bông mai ạ. À một là x anh ơi. Hai là tam giác, à trái, hai là ngôi sao, ba là tam giác. Bốn là ba là tứ giác, năm là ngũ giác. Bây giờ phải tìm một cái x, thiếu cái x, thiếu cái x. Thiếu cái x anh ơi. Ngôi sao. Ba lại là tam giác, tam giác hai lần à? Đâu ạ, 1 là x, 2 là ngôi sao, 3 là tam giác, 4 là tứ giác, 5 là ngũ giác. Con mẹ à, tứ giác là hình vuông á? Vâng, tứ giác là có hình hình có 4 cạnh ấy ạ. Không, con mẹ nó lên đây rồi. Hình thoi, hình thoi, hình thoi anh ấy. Hình thoi, một x. Là hình thoi. X là chưa biết à, hay là như nào sao lại có x được? Một là mình có x à, em không biết à, nó là ngôi sao, làm gì có ngôi sao? Không có ngôi sao, không có x nhá. Nó đi thế thôi. Ờ hiểu. Từ bông pin ơi, ở trên còn cái có ở trên có màu xanh là cái gì nữa? Bốn gì kìa? Bốn ngũ giác. Bốn ngũ giác. Bốn ngũ giác. Ngũ giác là bằng 8 đấy á. Bốn là ngũ giác anh ạ. Đúng rồi, 4 đúng rồi, bốn là ngũ giác là bằng 8. Sao lại có bốn ngũ giác nhỉ? Ở trong quyển sách đấy nhỉ? Một La Mã, cái ghi ở trên này là một La Mã là x bằng 1, x bằng 1, x bằng 1, x bằng 1. X bằng 1. Đấy thì đúng rồi. Anh thôi. Rồi, x bằng 1. Đi lên đây nó bị dí nó không chết á. Tìm ngôi sao. Giờ tí mày kìa bông mai. Thế sao mẹ vào bông mai sao? Ôi. À. Đi lên đừng cụt ạ, trời ạ. Còn mẹ mày đọc lại xem nào. Đây em nhớ, 1 là x, 2 là ngôi sao, 3 là tam giác, 4 là 190, 4 là tứ giác, 5 là ngũ giác. Xong số 4 bình thường, số 4 ký tự bình thường nha. Thì là cái ngũ giác. Anh chào anh ạ. Một là gì cơ? Một là x. Một là một luôn anh ạ. Một là một rồi. Xong hai là gì? Hai là tam giác là 9. Tam giác là 9. Rồi ba. Ba là tứ giác. Ba là tam giác chứ. Ba là tam giác. Hai là ngôi sao mà đấy có ngôi sao là gì anh ạ? Ngôi sao không có ngôi sao thôi. Ngôi sao chưa có. Có cái hình ngôi sao là cũng hình. Khó thế. Từ từ, ngôi sao test được 4 là gì? 4 là gì? 4 là tứ giác anh ạ, 5 là ngũ giác. Tứ giác là 0 à? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Là 0. 5 là ngũ giác là 8 à? 8. Thế thì chỉ còn một số mình test được. Là số 1 anh ạ. 1908. Là vuông ấy. 1908. 19108, 19108. Nó lên. Khó thế nhở? Hình như vẫn còn một quyển sách nữa chưa tìm. Đúng rồi, còn một quyển sách nữa. Cứ thoải mái, check cái game nó đi xa rồi. Mày nhìn đâu anh nhá. Phải tìm ngôi sao đi, bắt buộc vẫn phải đi tìm ngôi sao ấy. Nhìn vừa được mà. Rồi, nấp anh ơi, nấp, đi nấp. Được trinh đục. Chưa. Ủa nó ổn. Đây, góc này bớt để nó không thấy này. Hình như là phải tìm được trái ngôi sao anh ạ, em nghĩ vậy. Thiếu ngôi sao rồi. Phải tìm đủ hàng anh ơi. Từ từ để anh test, còn 3 lần test nữa. Thiếu ngôi sao anh ạ. Không, 9 ngôi sao rồi. Đợi tí. Anh test của máy đấy. Không anh ơi, bắt buộc phải đủ đấy anh ạ. Nó không, game nó không cho anh đâu, nó phải hiện ở bên trái kìa. Ok. Thế thì ấy quá. Ok, thế thì phải tìm rồi. Trốn anh ấy.
Cái này đéo có được xuống đâu đúng không? Không anh ạ. Anh thấy một cửa sắt rồi. Chắc là nó là một trong mấy quyển sách thôi anh ạ. Cái kia có hai quyển liền kia. Bạn biết không nào xem. Đâu đâu. Ủa sáng sáng ấy nhỉ, nó sáng sáng lên anh đổi khác màu kìa. Tao bằng 4 này. À đây 4 này. Đấy sáng. Bo bằng 1 xong 4 đúng chưa? Đủ chưa? Đủ rồi, đủ anh ạ. Không đọc đọc lại mã cho anh ạ. Đọc lại mã cho anh kìa. 1 1 là x. 1 x. 1 2 ngôi sao. 1 4. Tiếp đi thùng nào. 149. 149. 14908. 14908 anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi. Hình như có thừa hai cái mã ra anh ạ. Hai mã gây nhiễu thế nào. Đợi nó xuống phát được anh ơi. 14908. Bình tĩnh thôi anh nhá. Rồi, ok đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Hay anh ơi. 50, 50, 51 rồi. Ăn rồi, ăn chắc rồi. Mẹ dăm ba với con ma này. Ôi kìa, con thấy kìa. Giờ muốn đi lên đấy nhở. Đấy, tao có chỗ trốn rồi tao. Hay xì. Quá khéo léo. 14908. Ôi anh ơi. Anh. Let's go. Được qua được cửa. Ôi. Bí quá, tự nhiên em chết anh ạ. À, mình 50 rồi. Ôi. Anh còn nhiều máu anh được. Anh còn full máu. Đấy đi anh ơi. Ok đấy anh ạ, nhưng mà anh còn đèn pin không? Chắc là còn đúng không? Không, còn mỗi cái một cái bật lửa. Mà lại đéo nhặt đồ được, chúng được. Mày. Đồ châm thuốc là được anh ơi. Điều thuốc cuối. Lấy xe thì được rồi. Ấy, bật lửa. Chẳng hòa. Ơ. 54 men. Chiếu phát đấy xong rồi xem cửa đâu được. À, phải rẽ, phải trái rồi. Dạ, ui. Có cửa. Ơ, bên phải. Phải, xong rồi. Ui trời ơi. Có cần gạt hay sao ấy, có cửa này. Ừ, đúng rồi. Trên anh ơi, lên trên. Cái cửa gỗ đây. Đi mà sắp hết bật lửa rồi. Đi nhanh anh ơi. Đi. Này ơi, hay, vẫn hay. 6x rồi, 6x. Nhanh. Chạy. Đến. Vào. Mà đen. Mà đen anh đỗ. Ok anh. Ra đi. Đi. Tìm thế nhở, vẫn lút được, bình tĩnh thật sự. Á? Tối đấy mà vẫn lút được đồ. Ừ. Tao phải tìm cái đèn pin không, tao chết đấy. Anh có bật lửa mà. Lửa sắp hết ấy rồi, sắp hết ga rồi. Nè em có đèn pin full pin anh ạ, với cả bật lửa full ga. Úi dồi. Nhưng mà chết thì nói chuyện gì. Chết rồi mang đi qua được là vui rồi anh ạ. 60 này. 6x rồi. Ui. Bắt đầu hết phòng tối rồi, này ít phòng tối vậy. Mình không thay đổi được góc nhìn anh nhỉ. Lưỡi chuột phải. Thì lên xuống ấy. À. Ôi anh độ ơi, con này ma xanh rồi. Từ nhá anh độ. Đâu? Ủa? Gì đâu? Ủa sao tự nhiên nó chớp đèn, chớp phết rồi. Ui.
Ui, cái gì đấy? Có cửa chứ. Lửa may quá. Ấn Độ bình tĩnh thế nhờ. Ui, có con đấy kìa. Con là tiếng gì nhỉ? Ôi bố ơi, tối om. Ít phòng tối bên này, tối om. Ít phòng tối trong đâu. Ây à, ít cỏ dạ. Mãi à mày. Thì là cắn rồi, con xịt. Nhanh. Mới sớm. Từ anh check tủ trước. Ô không phải anh ạ. À, cái của cái tủ kia bị đổ. Ô lửa. Đi anh ạ. Lút. Thịt mẹ đéo có máu nhờ, mẹ con nhện cắn mất nửa máu mẹ rồi. Đây rồi. Sao anh ạ? Ăn được, 66 rồi. Mình đi xa nhất có thể rồi đấy anh ạ. 67. Tăng lên 70 nó mới dọa tiếp anh ơi, bình tĩnh rồi. 68. Ui dồi ôi, dọa luôn rồi. Phách anh ạ, phách. Ô đi đi. Phách. Không hề phách. Màu đen đúng không? Đen xanh nước biển. Tối quá. Tôi cởi bên phải nha. Đây đường nào nhỉ? Đằng sau bên phải. Vàng. Cậu có thấy nhỉ? Vàng. Sao kìa? Ủa cẩn thận con bám nha anh Đỗ. Cái gì? Ra sáng mới thấy. À không, mấy con cái hình như là con kia đó là tắt đèn thì không có con bám lên đâu. Máu. À, phòng tối cơ. 70. Ô, có một cửa này, lút nốt không? Được chứ. Lút đi. Đang cần đầy máu. Không có gì để lút cả. Không có gì đây. Em nghĩ sắp có ma mới đấy. Em nghĩ là 10 cửa là có ma mới đấy. Ai đi. Thịt mẹ khóa và lại còn trời tối nữa chứ. Bật lửa anh ơi. Nghe tiếng chân nhiều thế. Đáng là xuyên. Ui. Đáng là xuyên ngậm đấy. Phải đi thôi. Nghe bên trái anh ạ. Bên trong này đấy. Không sao hết. Ơ đây trong tủ này. Chìa khóa trong tủ này. Nhiều số à. Ui được không cầm được bật lửa anh ơi. Cái gì ôi đồ tối đấy. Ui, sắp 8 mic rồi anh ơi, cố lên. Hình như là mình tối sao, anh Độ có tối không? Có, tối vãi lìn. Tối hơn anh. Cái gì đấy? Gì đấy? Con bám. Còn máu không đấy? Còn nửa. Còn. Nó cắm phát nửa cây đấy anh ạ. Ủa, toàn phòng tối mà. Còn tối á. Hey. Ai bảo hết phòng tối. Ôi, mới này. Ôi, cái gì đấy? Ôi, đi ra ngoài sân rồi. Qua đấy. Ừ, ra ngoài sân rồi. Đi anh ơi. Ra ngoài sân là vì có gì anh, sợ gì? Sang nhà bên kia. Sang nhà khác. Đấy, ngoài sân sáng không sợ. Ôi, mình đi ra ngoài được kìa. Ra ngoài lút tí không anh? Đéo có gì lút đi chứ, có thấy đéo gì đâu. Có anh kiếm kìa. Rút kiếm chém luôn à? Đúng rồi, mình phải tìm hiểu hay sao mới mở được cửa này thôi. Không mở được luôn này. Đoạn này chỉ là đoạn để kiểu cho mình relax tí thôi. Đi tiếp. Đúng rồi. Đoạn này cho mấy anh em đứng chụp ảnh. Mình ở lại luôn được không? Check in à? Ui. Ủa chớp đấy. Chớp đâu? Nhẹ. Đấy.
check. Ô, tiếng gì như tiếng máy khoan đấy. Nó tới. Vẫn một đen. Mic rồi. Trời, anh hết bật lửa rồi. Chết mẹ rồi. Zolo đi anh ơi, mò thôi. Đâm thẳng rẽ phải anh ơi. Mắt. Bên trái kìa, bên trái, sau lưng. Rồi. Không sợ. Mắt rồi. Không sợ nhưng mà từ anh phải lút thêm. Xuống dưới lút tí. Không có gì để lút đi chứ. Rồi, hết sạch bật lửa rồi đấy. Nhạc tím mà nó cho chạy cho bóng tối thì chịu đấy. Zolo thôi. Anh em nhìn chỉ đường cho nó ấy. Anh nhìn được mà. Đây, kiểu gì chả khó. Kiểu gì chả không có. Đấy, ấy bật lửa. À không phải. Lửa đéo đâu. Không phải. Nhiều phòng lắm anh em, lút. Tiền kìa. Ông bàn mà. Bên kia còn bàn nữa kìa. Lút đi anh. Nhiều lắm. Bên kia còn một bàn nữa anh kìa. Ủa, Happy Birthday. Trời ơi, bố. Chưa, mai mới sinh nhật. Nếu như mà bây giờ mà chạy con này mà như lúc nãy. Ôi trời, tối em ạ. Đó là chạy con đấy nhưng mà trời tối anh ạ. Nhưng mà thế thì cũng chẳng bật lửa được đâu. Mặc định thì không bật lửa hay sao anh ạ? Bật lửa chạy được, cầm bật lửa. Ở bên trái có lút anh, bên trái có lút. Không được rồi. Địt con quá. Mẹ em, tối quá. Đấy, anh đi thẳng. Đi thẳng đến cửa. Đây rồi. Đây chạy này. Xài thôi. Lên rồi. Lút. Sẽ khác gì nhở? Lút đâu mày. Lút đi. Ơ kìa, có kìa, máu kìa. Đâu? Máu anh nhỉ? Lâu rồi được, hồi được tí máu. Đây rồi anh ơi. Hay đi. Cố lên ơi. Vẫn là nó. Khác tiếng ngoài vật đó. Chạy đi. Ôi trời ơi. Đúng một vòng ạ. Đúng một vòng. Không sao. Cố lên anh ơi. Rồi, góc trái anh ơi. Lại một vòng rồi. Trái, cứ trái mà rẽ. Phải. Rồi. Cố lên anh ơi. phải sau lưng có lút, sau lưng có lút anh. Sắp chết mẹ rồi. Ê máu. Ở gầu. Ê, nghe xì phát là phải check luôn để cho con kia nó bay đi luôn, không thì nó cắn phát nữa là chết đấy. Tư rồi anh ơi, sắp thắng rồi. Sắp rồi. Chắc khoảng 1-2, một cửa là có ma. Chắc 1-2 nhưng mà... Chắc không còn gì khó đâu. Win rồi, vô địch. Chớp. Chớp thật đấy, lần này chớp xanh thật đấy anh ạ. Chớp đấy. Anh ơi, nó tới. Tiếng hơi lạ nhỉ? Tiếng kỳ lắm. Vào anh lắm. Tách. Ôi rồi, hết rồi, hai lần rồi. Lần đi lần về. Lần đi lần về. Có 3 lần đấy. 2 lần rồi. Học 2 lần. Hết rồi. Ôi. Hai người. Tối quá. Biết thật. Anh đâu rồi? Thắng rồi. Anh chưa? 96. Anh đâu rồi? Sao mà anh không thấy? À đây rồi. Không thấy. Thế rồi, thấy rồi. Anh cứ đi. Lút trên nhỉ? Cố lên anh.
Thôi, lút thì nữa anh ơi. Máu. Nhìn xung quanh, check xung quanh, check xung quanh. Liên tục. Đi anh ơi. Không phải nghe cho anh có xì không nhá. Không nghe được anh ạ. Nghe được. Anh ấy cẩn thận, con cũng cẩn thận. Chắc là màn cuối là con, anh nghĩ là con. Ui cày. Mắt. Đấy, con mắt đi. Quay mắt. Đi có mẹ mắt ở đây thì làm nhéo. Đi lùi anh ơi. Anh đi bọn em nhìn cho. Nhìn xuống đất đúng không anh ạ? Ờ đúng rồi, nhìn cho anh ạ. Xoay sang trái, xoay cho sang trái anh ơi. Rồi được rồi anh ơi. Đi rồi. Tường rồi được. Rồi. Ui thắng rồi anh. Đi. Phát nào. Chúng ta chưa. Anh đéo con đèn rồi. Con gì đi anh ơi. Không còn gì cả. Nhưng mà con nhện nó sẽ cắn anh. Anh phải vừa đi vừa nhìn trước xung quanh rồi. Biết thế biết sao rồi. Zolo anh ơi. Anh làm tốt lắm rồi. Sở vét không tên gì ạ. Sở vét tên gì. Vẫn đúng đấy anh ơi. Đây. Đúng rồi. 99 thắng không? Chưa. 100 không thắng à? Ôi. Đâu. Bên trái có cần kìa. Cần đâu? Cần gạt. Sau lưng. Gần cửa. Bên trái. Đằng sau anh nội. Cửa thoát anh nội. Đấy. Yeah. Ok. Trời. Phải vượt qua này anh ơi, rồi. Trốn trong tủ anh ơi, trốn trong tủ. Ồ. Nhanh, trái cửa anh. Có tủ thì trốn nhanh. Trốn trong tủ không nhịp tim anh ạ. Chưa thấy một cái tủ nào cả. Bấm nút thì sao vậy? Cái em xin đây rồi. Bấm nút đi. Nút không bấm được. Em bình tĩnh. Bên phải có cái gì sáng anh? Cái hộp gì kìa anh? Đúng. Cái hộp bên phải đấy. Ở đây. Ui, chìa khóa này quay lại cái phòng lúc nãy. Phòng bật điện. Trời. Phòng nãy là phòng điện. À, có cửa sắt không anh? Làm được. Ừ, có cửa sắt. Làm được. Anh né được nó mà. Nãy anh quen nó lắm mà. Nó bên phải. Ô, xuống dưới tầng được kìa. Xuống dưới chứ. Nhích thôi. Ô, nó đâu rồi? Ok. Cái cửa này. Nó đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài rồi. Nhẹ nhàng thôi. Bình tĩnh thôi. Bấm. Ô, nó đi xa lắm rồi anh ạ. Ui, nó rơi rồi nhỉ. Thôi đây. Đi nào anh? Giải mã à? Địt con mẹ mà khó thế nhờ. Cố lên anh, nó không ở đây, anh cứ thoải mái. Chúng mày xem stream anh, chúng mày đừng bị phạm, đừng spec nữa, chúng mày xem stream anh. Rồi, đây này, đi phạm. Ôi, stream Discord thì được không anh? Cho nó. Không, lại tao stream Discord rồi mà. Đắt rồi anh đi set game. Ao. Nó không ở đây đâu, anh cứ bật stream Discord đi. Đây. Ui, mà ui, kìa. Không, nó gạt. Bình tĩnh. Đừng di chuyển nữa anh ơi, cứ ngồi im. 6. Nó làm như nào nhỉ? À, bấm được cái số hiện sáng nhỉ? 5, 3, 6, 10, 7, 2, 6. Anh bấm 3 phát liên tục là được sao ấy? Rồi, bấm, tao hiểu rồi, bấm theo cái số nó hiện lên. Bấm theo cái số, đúng rồi. Bấm theo thứ tự, Phòng này an toàn anh ạ, em nghĩ phòng này an toàn để cho anh có thời gian anh còn bấm chứ. Chuẩn bị anh ơi. 1, 3, 8, 9, 7, 2, 10, 4. 1, 3, 8, 9, bấm đi anh. Từ nó đang nâng cấp rồi, nó đang tăng lên hay sao á? Nó vẫn thế mà anh. Đúng không? Nó sáng cái không rồi. Đấy, nó đang lên này, dần đấy. Con mẹ đéo phải. Cái này như là báo động hay sao ấy. Đâu, thang máy mà anh bao giờ thang máy này. À. Anh chỉ đang cái sáng thôi. Bấm lại sao nào, cái nào sáng thì bấm á. Đúng rồi, cái sáng bấm 13. 13. Mở hết đi anh 1, ơi. 7, 8. À, rồi, anh hiểu 13, rồi. 13, 178 anh ơi, 13, 178 bấm đi anh. 3. 10. Chưa? Rồi, mình chỉ để mấy cái bật thôi. Ôi, gần đây rồi. Lên ra được rồi. Ôi, được.
Được một lần rồi. Được, biết cách làm anh ạ. 1 1 8 10 9 5 5 1 5 3 3 2 2 1 5 3 4 1 5 3 4 anh ơi. 3 1 5 3 4. Ông Mai lại toàn đọc sai. Dùng 5 3. Rồi chỉ có 1 5 3 4 thôi. 5 3 1 4. 5 3 1 4. Đúng rồi. Nó nháy hai lần. Ok. Yeah. Hay. 6 8 8 5 5 6 8 5 thôi. 6 8 5 đi. 8 6 6. Nó nháy lại cho mình ấy. Ờ đấy, đúng rồi, chỉ có 3 cái này thôi. Đúng rồi. Yes. Hay anh ơi. Hay. Đi thôi. Từ từ nhá, cái này chậm anh ạ. Cho nó đi ra chỗ khác rồi đi anh cho an toàn anh ạ. Về với đất mẹ thôi. Không ai soi được nó đang ở đâu không? Có nó đến anh kìa. Không anh ơi. Mạng nó điên, nó chạy lên trên đấy. À, không, nó kiểu sẽ lên thang máy sao? Anh mở được với này nào thế? Ok kìa. Ô thắng không? Đéo phải thắng rồi sao? Thắng đéo đâu, nó chạy ra nó giết anh rồi. Hình như là thang máy hình như hết giờ là nó đi xuống đây này. Ông anh bị bug game chắc xuyên tường rồi. À, anh phải chạy ra đi thang máy. Lúc mở xong phải chạy ra thang máy luôn. Mở xong phải chạy ra thang máy luôn. Đi. Cái đi. Cái đi nhờ. Hay rồi.